Xin chào quý bà con và các bạn. Tôi là Nguyễn Tuấn Kiệt, đại lý vườn Xanh Tốt khu vực Đồng Xoài và Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đơn vị chúng tôi là đơn vị đầu tiên triển khai áp khí ethylene trên cây cao su trong theo kỹ thuật mới từ 2018 tới giờ, là đơn vị đầu tiên và luôn luôn tiên phong trong việc phát triển các trang thiết bị, vật tư và cải tiến kỹ thuật nhằm đưa tới những hiệu quả nhất cho bà con. Thì trong đó thì một yếu tố thành công của vấn đề là làm áp khí cao su thì ngoài vấn đề kỹ thuật đó là thiết bị. Thì như bà con biết thì mỗi năm chúng tôi đều cải tiến thêm các thiết bị và để cho chúng ta làm được nhanh hơn, thao tác gọn gàng, giảm bớt các thao tác rườm rà phức tạp. Và ngoài ra thì nó phổ cập hơn để cho mọi người ai cũng có thể làm được. Thì như năm 2021 thì chúng tôi ra hai sản phẩm được ưa chuộng nhất, đó là bộ sản phẩm nắp chớp lỗ to và nắp chớp kim loại đi kết hợp với hệ túi không đẩy. Thì mục đích của các sản phẩm nắp chớp lỗ to thì ở đây như bà con thấy thì cái phần không khí trong này nè nó to và nó rộng, thì khi chúng ta thao tác ví dụ trên những cái cây nhỏ thì mũ nó chảy ra thì nó vẫn không vào túi khí, và nếu mà có vào thì vệ sinh cũng rất là dễ dàng, thì chúng ta sẽ không bị hao hụt thiết bị. Đi kết hợp với hệ túi không đẩy thì có hai loại là túi nhúng và túi dẻo không đẩy. Thì túi dẻo không đẩy được ưa chuộng hơn một chút vì thứ nhất là nó di chuyển dễ dàng, nó không cồng kềnh, thứ hai nữa là giá thành tương đối thấp. Thì như năm 2021 thì chúng tôi có bộ sản phẩm là nắp chớp kim loại bé đi với hệ túi không đẩy, thì chọn bộ này thì nó có giá thành là 5.600 đồng. Và ở đây thì bộ sản phẩm này giá thành rất là thấp và sử dụng tiện lợi. Ví dụ như chúng ta đóng nắp chớp vào thì khi bơm khí chúng ta bơm vào và nhét vào đây rất là đơn giản, thao tác rất đơn giản. Và khi sử dụng hệ túi không đẩy á thì cái lượng khí nó sẽ ngấm vào cây từ từ, thì nó không xảy ra cái tình trạng là trong hai nhát đầu mũ quá nhiều và các nhát sau thì mũ nó tụt hẳn lại, do lượng khí ngấm quá nhanh thì cây nó bị mất sức trong hai nhát đầu. Thì với hệ túi không đẩy này thì khí nó sẽ ngấm vào cây chậm hơn, thì như vậy thì cái sức khỏe và sinh lý cây nó sẽ ổn định hơn và đạt hiệu quả cao và không gây hại cho cây nhiều. Ví dụ như bình thường nếu mà hệ túi dẻo năm 2018 á, thì khi mà chúng ta bơm vào á, thì túi nó sẽ tự ép hết khí ra ngoài và lượng khí vào cây rất là nhanh. Như các bạn thấy ở đây, nếu mà ở một lượng khí vừa phải thì cái túi này nó có khả năng giữ khí trong cây và cây nó sẽ hấp thu từ từ ha. Và năm nay thì tiếp nối thì chúng tôi cải tiến lại bộ sản phẩm này đối với hệ túi kho dẻo không đẩy và đi với nắp chớp kim loại, thì năm nay chúng tôi đã cải tiến về một chút về cái nắp chớp. Thì nắp chớp này là nó sử dụng inox 304 không rỉ sét và độ bền rất là cao, và viền của nắp chớp thì đã được cải tiến lại đóng bo cây và nó không dễ gì mà nó bị tuột ra được, là thứ nhất. Thứ hai nữa thì đây nắp chớp này cái độ bám cây tốt hơn và nó vào vừa phải, nó chỉ vào khoảng phân 7 thôi. Thì đối với những cây vỏ mỏng thì chúng ta đóng vào á nó sẽ không bị vào quá sâu thì gây tổn thương mạch mủ là thứ nhất. Còn thứ hai nữa là nó khi chúng ta đưa vào đây thì để nếu mà lỡ có để lâu á thì cái phần này được thiết kế đặc biệt, nó sẽ không gây bong chóc khi chúng ta gỡ nắp chớp ra. Như cái nắp chớp kim loại cũ á thì ví dụ như chúng ta đóng một thời gian, nếu mà chúng ta có bận việc gì đó để quá thời gian quy định, ví dụ để cả tháng rưỡi, thì có một số cây nè khi chúng ta gỡ nắp chớp ra, dùng dụng cụ chúng ta gỡ nắp chớp ra thì ở đây nó sẽ bong nhẹ lớp da cát thô ở ngoài, mặc dù nó không ảnh hưởng tới tuyến mủ nhưng mà nó sẽ gây mất thẩm quan, và việc mà bong một lớp da cát này nó ảnh hưởng một phần rất nhỏ cho cây. Thì năm nay cải tiến lại nắp chớp này thì chúng ta có thể để lâu hơn nếu mà lỡ bận việc gì đó, nhất là đối với những vườn đang áp dụng chế độ là áp khí để cạo mì nhỏ thì chúng ta có thể để cả một tháng rưỡi, và khi chúng ta gỡ ra phần da cát chỗ này vẫn không bị bong.
Đó là bộ sản phẩm mới năm nay. Thì năm nay do giá vật tư nó có thay đổi một chút, và đây là inox 304, phí gia công nó rất là cao và khó gia công hơn, cho nên giá bộ sản phẩm này là nó cao hơn bộ sản phẩm nắp chớp kim loại một chút. Thì giá lẻ của nó là 6.800 đồng một bộ. Ngoài ra thì cái nắp chớp inox 304 này á thì được cải tiến một chút, thì cái phần nhô ra ở đây nó dài hơn bộ nắp chớp kim loại cũ. Thì khi chúng ta nhét nút bít vào á thì nó sẽ không bị vào quá sâu và chạm vào trong da cây, gây khó khăn trong thao tác. Ngoài ra cái nắp bít này, cái nút bít này nè, thì nó đã được cải tiến về chất liệu rất là tốt, và nó cứng cáp đủ để chúng ta nhét vào vừa khít mà nó lại không bị lỏng, để và nó không bị vào quá sâu như mọi khi, sẽ không gây ra cái nút, nó không tạo thành cái nút gờ chặn ở trong này, thì chúng ta sử dụng nó sẽ được lâu dài và bền bỉ hơn. Và cái thao tác rất là đơn giản. Năm nay thì cùng với việc cải tiến cái túi thì chúng tôi đã hoàn thiện được cái bộ dụng cụ đóng nắp chớp. Như bà con thấy thì ở đây khi chúng ta đóng vào, nó vào rất là vừa phải, chỉ vào khoảng 1 ly 7, ly 8 thôi. Thì đối với những vườn cây vỏ mỏng như là rêu 4 hoặc là hoa thì đóng nó cũng hạn chế tối đa việc phạm vào tiếng mủ ha. Rồi, ở đây tôi sẽ thực hiện thao tác cho bà con xem. Đây, chúng ta chỉ cạo sơ phùng da chết ở đây và đóng vào nhẹ nhàng một cái thôi là vừa khít rồi các bạn. Đây, vào rất là khít và vừa phẳng. Ok, bà con thấy. Và thao tác bơm mủ thì vẫn như cũ. Khi mà chúng ta bơm khí vào thì chúng ta chỉ cần rút ra và bơm bấm một hoặc hai cái tùy theo phương pháp bơm của mỗi người. Sau đó chúng ta nhét vào nhẹ nhàng. Thao tác chỉ mất khoảng 1 tới 2 giây thôi. Ở đây thì bộ túi không đẩy này á thì nó có ưu điểm lớn hơn so với cái hệ túi dẻo cũ là nó vào khí rất là chậm. Thì bình thường như các bạn biết á thì bộ túi dẻo hai đầu ngày xưa á, thì chúng ta bơm một lần, thì tùy theo giống cây và vườn thì chúng ta khoan được từ 3 tới 5 mũi. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng hệ túi không đẩy này và túi nhúng thì do lượng khí ngấm vào chậm cho nên lượng khí chúng ta bơm có thể nhít hơn một chút và chúng ta khai thác được nhiều lần hơn, giảm công bơm khí. Cụ thể là như túi dẻo này á thì ở đây vườn cây 260 này thì chủ vườn một lần bơm thì khoan được 5 nhát, thì một tháng đi D3 thì chỉ bơm 2 lần thôi. Còn đối với những cái vườn cây mà do đặc thù thổ nhưỡng và giống, ví dụ như rêu 4, mà nếu mà chúng ta bơm lượng khí cao hơn một chút thì chúng ta có thể khoan được tối đa có thể lên tới 10 nhát, tức là một tháng chúng ta chỉ bơm một lần thôi, thì giảm hoàn toàn công lao động như ngày xưa. Thì ngày xưa nhiều bà con làm thì mặc dù rất là đạt nhưng mà do công lắt nhắt cho nên công lao động người ta không đồng ý làm. Thì khi chúng ta đầu tư hệ túi này thì cũng dễ dàng tiếp cận hơn với người lao động, do người ta chỉ thực hiện thao tác đóng nắp chớp và bơm khí một lần trong chu kỳ một tháng, thì giảm hoàn toàn các công lao động không cần thiết. Về độ bền của cái bộ sản phẩm mới này á thì bộ nắp chớp inox 304 này á thì chúng ta có thể xài hầu như hết đời cây cũng chưa hư hỏng nữa, do thiết kế nó rất là cứng cáp và không dễ bị móp méo và không bị rỉ sét. Thì đối với những vườn mà chúng ta đã tin tưởng làm lâu năm và nắm kỹ thuật hoàn toàn tin tưởng thì chúng ta có thể đầu tư bộ sản phẩm mới này với inox chớp inox 304 và độ bám dính cây cao chứ không phải như inox 202, nhưng mà độ bền vẫn rất cao và tính ra theo khấu hao từng năm thì nó sẽ giảm rất là thấp. Thì mỗi năm tính khấu hao chúng ta không đáng kể. Còn cái bộ túi dẻo không đẩy này thì độ bền của nó từ 3 tới 5 năm. Mặc dù nó không bằng cái bộ túi PVC dẻo nhưng mà đối với những vườn cây nhỏ và đang trong tuổi khai thác chưa thanh lý thì chúng ta nên sử dụng bộ sản phẩm này, thì cây sức khỏe cây nó sẽ đảm bảo hơn và giảm công thao tác. Còn những vườn mà cây vỏ quá mỏng á thì chúng ta nên sử dụng lại bộ nắp chớp kim loại cũ này năm 2021 này, do là cái bề mặt của nó, bề ngang của nó rất là nhỏ
cho nên khi chúng ta đóng á thì nó sẽ không bị vào quá sâu ở hai bên. Thì như chúng ta thấy á, thì hai bộ nắp chớp này á thì nó khác nhau về đường kính. Thì như bộ nắp chớp này nó rộng hơn một chút, thì khi chúng ta đóng á thì nó cũng phải vào vừa hết cái cử này thì hai bên nó mới vào đủ độ bám. Còn nếu mà nắp chớp nhỏ này á thì mặc dù chúng ta đóng vào cạn thôi, thì do cái đường kính nó nhỏ thì hai phần hai bên đây thì nó vẫn vào sâu được. Thì đối với những cây vườn cây vỏ quá mỏng thì chúng ta nên đầu tư bộ sản phẩm này. Và những bà con nào mà chưa thành thục thao tác, chúng ta vẫn chưa tự tin lắm thì chúng ta cũng có thể sử dụng bộ sản phẩm nắp chớp kim loại 2021 này để giảm chi phí đầu tư ban đầu ha. Còn đối với những vườn cây mà chúng ta đang áp dụng chế độ cạo hoặc là khoan thanh lý thì chúng ta có thể sử dụng túi PVC dẻo năm 2018. Vì ưu điểm của nó là độ bền cao, thì khi chúng ta thanh lý xong vườn chúng ta mang thu và dọn đi mang nơi khác thì nó cũng rất là nhanh gọn. Mà ngoài ra thì cái lượng khí bơm của cái túi PVC nó cho phép bơm rất là nhiều. Thì chúng ta cần khai thác thanh lý trong thời gian ngắn thì lượng khí nó sẽ ngấm vào nhanh và đạt sản lượng cao trong một thời gian ngắn, có thể một năm thì chúng ta thanh lý thì chúng ta sử dụng túi PVC dẻo. Còn ngoài ra thì những cái vườn mà chúng ta đang khai thác lâu dài ổn định thì chúng ta nên sử dụng những hệ túi không đẩy, như là túi dẻo không đẩy hoặc là túi nhúng đi với nắp chớp lỗ to hoặc là nắp chớp kim loại thì sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Rồi xin chân thành cảm ơn bà con.